đây là đường Tôn Đản về bên. Và bây giờ mình sẽ rẽ vào ở phía bên trong chợ 200, hay là gọi là khu ẩm thực ở quận Tây về bên. Bên cạnh đó là đường Vĩnh Khánh. Đó, chợ 200 nè. Mình sẽ rẽ vào ở phía bên trong đây. Đó, cái chỗ mà nó bán bè và kia á, thì mình sẽ rẽ vào ở phía bên trong đây. Đó, ở phía bên đây nè, trong này chạy dài dài dài, mình có bán đồ ăn rất nhiều luôn, bán đủ hết luôn á. Có bán bánh hấp đáp, rồi có bán sinh tế các kiểu nữa, nhiều lắm, rồi bán phá lấu nữa. Ở đây là hẻm 243 xẹt 42 Tân Bản. Có bán thêm vuốt gì, vuốt gì nữa nè. Đó, chạy thẳng lên ở phía này. Sau đó thì rẽ phải thì mình sẽ ra được, đó là chợ 200 Sấm Chiếu. Giờ này là 6 giờ rưỡi tới rồi. Giờ 200 Sấm Chiếu sẽ rất là đông luôn, người ta đi ăn uống này kia, với lại cái đường nó cũng chật nữa, xe chạy qua cũng hơi khó khăn. Đó, thấy là chợ 200 nè, chợ 200 Sấm Chiếu. Có chợ bán trái xoài, bán me ngâm này kia, rồi tóc ngâm, ổ ngâm gì đó. Thích cái này thì hơi quặng thiêu do là người ta không có bán đồ, nhưng mà chạy thẳng lên trên á thì người ta bán đồ ăn rất nhiều, bán toàn đồ ăn không đã không. Giờ này cũng chưa đông đâu, tới tối á khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ người ta đi ăn rất nhiều, sinh tế mà chè hút đặc, chè hút khách gì đó, chân gà sắp thái và bánh canh chiên mì xào, mì gà vàng, bánh canh cua, bánh flan, bánh mì, bún thịt nướng, phở bò, phở gà, sushi bà năm bà bảy, nước mía gì, bông cúc mía lau gì tùm lum. Ở đây có bán bột chiên nữa. Đó, có một số người thì họ vẫn đi ăn. Chạy lên cái khách tràn đó ha. Lên thích làm đó. Trên này thì vẫn vậy thôi, vẫn là bán đồ ăn, nhưng mà ở trên này thì họ bán bánh canh giò heo. Trên này thì bán hơn cái khúc ở dưới, nhưng mà ở trên này thì thoáng hơn. Đó, như một xe bánh chén luôn, rồi có xe nước giải khát nè, xe nước mía nè, có chợ luôn, rồi nước xanh bên biển, nước biển, nước xanh gì, canh gà, bánh tráng. Nghe cái mùi bơ nồng nặc luôn, nghe cái mùi bơ nó béo ghê, béo kinh hồn béo. Rồi hộp vịt lợn, bún riêu, xương quay, đá bào, mực nướng, bánh flan. Ở đây có bán bún riêu giò heo đã hết rồi. Rẻ trái á thì sẽ có thêm nhiều người bán hết, có bán gà rán, sinh tố, bánh xèo, bánh mì. Chạy thẳng xuống nữa thì sẽ đến cái quán ốc tô. Quán ốc tô 50 nghìn một tô. Tuy là cái giá của nó thì không có cao, nhưng mà cái chất lượng của nó thì bị giảm xuống do là những cái con ốc nó nhỏ xíu xíu. 50k thì vẫn là 50k thôi, nhưng mà cái chất lượng nó bị giảm xuống. Ở đây có bán bò ba lớp. Đó, hết rồi. Chạy ra ngoài kia thì đó là đường Tôn Kích Thước như bình thường thôi, cũng không có gì đặc biệt. Wow, nước ngập kìa. Vãi thì có, cái khúc này nước nó ngập ra. Chạy xuống mà gần Tân Viên Đài Lịch Sử, nước nó còn ngập hết nữa. Nước ngập em chiều lên ca ghê luôn á. Ở dưới công viên Đài Lịch Sử là bê luôn,
ở phía bên đối diện ở cái bờ sông ở phía bên bên trái đây nè, là đường Trần Xuân Soạn quận 7 á, bên đó là bê luôn. Chợ đang rất thiết nha, buổi chiều vẫn còn một số người bán nhưng mà nó bán không có quá đầy đủ giống như buổi sáng. Nhiều nhà thì dẹp hàng hóa hết rồi nhưng mà mình cũng có thể mua được ra củ quả rồi thơ với lại bông hoa, đá bông hoa trái cây mà vẫn còn mua được. Ở đây có một cái đại lý sữa, đã đại lý sữa, nếu như bạn muốn mua sữa với lại trái cây nữa, buổi tối thì mình có thể mua trái cây ở trên chợ Ban Phước Thiết. Có một số người họ bán đồ ăn như là hủ tiếu gõ và bánh ngọt. Nếu mà muốn đi siêu thị thì có cái Saga Food nhỏ ở phía bên tay trái nữa. Một chút xíu nữa nha. Ở phía bên tay trái là chỗ khách này nè, có cái quán phở, xe hay chở cái chở bằng gió thủ của mình á, cái ăn phở với bà kha đó. Nhưng mà thời gian đã trôi khá là lâu rồi. Ba lúc đó mình chạy ngang qua, mình nhìn ra trong đó mình hoài niệm á. Đó là mình suy tư, hoài niệm có không? Chứ cũng không có gì để mà gợi nhắc về. Thời gian tôi qua khá lâu. Sáu giờ